Đi. Đi trước đi, em đi trước đi. Hả? Anh đi trước. Em đi trước đi, anh biết đường đâu. Mày đi trước mày dẫn đường anh đi. Chào chị nhá. Ây dựng đường. Dạ mà. Của Honda của xính. Xe anh yếu lắm rồi.
Đi ở xưa. Hả? Đi ở xưa. Đi xuống dưới này đi á. Vâng. Đi bộ gì? Đi xe à? Ờ. Đi. Em cứ đi trước đi. Khó đi không? Khó. Khó bằng từ đây từ nhà đi ra đây không? Hả? Khó bằng từ nhà đi ra đây không? Ờ đi đi, đi đi đi. Ừ, đi đi, em cứ dẫn đường đi, anh đi theo em. Mua gì đấy anh? Ngô à? À. Ờ, ngô à. Ô, mình tưởng cái bản làng kia thì có đường tắt đi sang, chứ bây giờ lại vòng xuống xã các bạn ạ, vòng xuống trung tâm xã mà nơi lúc mình bắt đầu cuộc hành trình đi lên báo cho gia đình của em Xính ấy, ở tận dưới chỗ mái đỏ kìa. Xong là lại vòng lên núi, xong là xuống vực nữa thì rất là xa. Mình sợ muộn không kịp về để mua đồ cho gia đình em Xính nữa. Thế như vậy thì quyết định là bây giờ là xuống luôn. Xuống luôn trung tâm để mua đồ về cho gia đình em, chứ anh không đi khám phá cái bản làng nữa. Ừ, em cũng đỡ mệt, và tí nữa nếu mà đi bản làng kia nữa vòng về thì không thể kịp được. Ừ, thế anh em mình đi. Di chuyển xuống dưới kia mua đồ dùng thiết yếu phẩm thường ngày cho Xính. Rồi ok, đi. Sao? Đi hả? Đi đi không? Đi đi. Xe lúc này sửa rồi. Thôi sắp đến đường đẹp rồi.
lại hỏng. Tại sao tí chở đồ lên được? Đi. Đi 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 đi. Rồi bên cái bản làng bên dưới rồi, bản làng bên dưới này thì có điện này. Đó. Đến đường đẹp rồi. Ấy. Chào anh nhá. Đẹp so với cái đường vừa nãy thôi chứ còn dốc lắm bạn ạ. Đi phải đi số 1 hoặc số 2, xong cài số xuống phanh. Trời ác lắm. Được cái mấy ngày hôm nay trời nó không mưa. Đỡ trơn hơn rất nhiều. Nhà này khang khang to chưa? Đấy, nhà này xây rất là to. Này buổi tối nhìn xuống đẹp lắm. Vậy đèn điện ở bên dưới thị trấn. Con này cua sợ luôn. Đây, chị em và người Mông này. Điều đặc biệt ở bản làng này, mình trò chuyện và đi hỏi thăm một chút thì mới phát hiện ra các bạn ạ. Rất là... Ôi, bé tí xe máy rồi. Ôi, giỏi thế. Ôi, kia chắc học lớp 5, lớp 6 mấy. Giỏi nhờ, đi được cái đường này. Ây, cua ác quá. Thì là những người phụ nữ ở trên này các bạn ạ. Các cháu nhỏ, con gái thì hầu như là không được đi học. Đây như Xính này là con trai thì được đi học này. Hai em gái cũng không được đi học. Và ở bản làng cũng như vậy. Các cháu nữ ấy, và các chị em phụ nữ đều hầu như là không được đi học các bạn ạ. Ở đây thì nam giới lại được chú trọng hơn một chút. Rồi có lẽ là cũng sắp xuống đến chân núi rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt máy đi. Và xuống chân núi rồi thì mình không quay nữa. Mình ra đến chợ thì mình sẽ tiếp tục quay cái hành trình anh em mình đi mua đồ. Đoạn này nó cua nó tương đối là gốc và dốc lắm. Này, dốc thẳng đứng xuống luôn. Ui, không một nhóm học sinh hay cái gì cả. Đây, đi học về đi đâu về đi Cún? Đi học về à? Ôi, cả một đoàn bên dưới kìa các bạn đi học về à? Nhà ở tận đâu? Ồ, không biết à, ở thế cái bản ngay ngoài này chú cho kẹo này. Chị lớn cầm cho em này, đưa cho em trước. Đây, của em đưa em cầm cho em chứ. Rồi ok, hai chị em về nhá. Ồ, đợi một cái đoàn kia nữa và mình sẽ phát tiếp kẹo cho các cháu. Mấy đứa đi học về à? Đây, nhanh lên chú cho kẹo các con này. Nhanh lên. Mình phải dừng lại. Mà một tay cầm máy nên là cũng không phát được nhiều. Xính đi trước một rồi. Hai chú cho kẹo này. Đâu rồi các chị gái lớn? Đây, Cún. Ơ, không ngại đâu này. Từng đứa ai cũng có. Mỗi đứa một cái, cầm đấy. Nào, nhanh lên, chị lớn. Phát cho các em đi. Đây, kẹo này. Ơ, mấy đứa kia cầm kẹo này. Mỗi đứa một cái, con đưa cho mỗi em một cái. Đưa cho mỗi đứa một cái. Kia nhá, phát cả trên kia nữa nhá. Ờ này. Cảm ơn chú chưa? Ờ ok. Về nhá. Cho bạn là con nó đây, cho bạn này nhá. Tạm biệt nhá. Thì các cháu thấy người lạ thì các cháu vẫn còn tương đối là sợ các bạn ạ. Có đứa thì dám lấy, có đứa thì không. Mình đưa tất cho cái chị lớn kia rồi. Và chị lớn sẽ lên sẽ phát lốt cho các em.
Hai anh em đi xuống đến thị trấn rồi. Đây là chợ phiên Mèo Vạc đấy. Hôm nay không phải chủ nhật nên là không phải phiên chợ họp. Xin ơi em vào lấy đồ đi. Vào đỡ anh nhặt đồ. Chị ơi em lấy một ít đồ nấu ăn các thứ chị ạ. Vâng. Em tự vào nhặt nhá. Em khác vào nhặt nhá. Lấy đi, em lấy đi. Lấy xà phòng này. Lấy xà phòng, mì chính, bột giặt, kem đánh răng, dầu ăn, dầu rửa bát. Chị ơi, lấy cho em một thùng mì tôm nữa. Em ăn hay ăn mì gì? Mì gì cũng được, anh ở nhà hay ăn mì gì? Lấy Hào Hảo cho dễ ăn nhá. Hào Hảo cho nó chuyên dụng. Chị ơi, lấy cho em một thùng Hào Hảo. Cứ nhặt đi, nhặt đủ hết đi em ạ. Cả bột canh nữa kìa. Lấy cả bột canh nữa. Chị gái ơi, chị cân cho em 20 cân gạo. Gạo bình thường thôi, hay ăn đấy. Ngon ngon một xíu được, gạo Thái Bình đi. Gạo Thái Bình cho em 2. Cho em 2 yến gạo Thái Bình đi cho nó dễ ăn. Nhặt cá khô chưa Xính? Có cá khô chưa? À có rồi ạ. Nhà có khăn mặt, dầu gội đầu có thứ gì chưa? Hả? Lấy một chai vào, lấy một chai dầu gội đầu đi. Khăn mặt các thứ nữa, thiếu gì nhặt hết cho đủ đi. Không là mấy còn lâu anh mới lên đến đây. Chị cứ cộng hết vào cho em nhá. Kiếm người đẹp chữ đẹp thế. Mua xong gạo với cả cái đồ thiết yếu phẩm trong gia đình này này. Tiếp tục sang cửa hàng bên cạnh để mua một chút bát, đũa nữa. Cá mắm này, mì tôm này, bún phở này, bột canh, bật lửa, đường, xà bông, mì chính, dầu ăn, kem đánh răng, dầu rửa bát, bột giặt, nước mắm, khăn mặt, dầu gội đầu, gạo. Tổng ạ, đấy là tổng hả chị? Vâng, tổng. Tổng 769.000. 760. Vâng, lấy 760. Mua đồ nấu ăn các thứ hết 760.000. Và tiếp tục anh em mình hành trình lên trên này để mua thêm bát với đũa. Em chào anh nhá. Em lấy ít bát đũa anh ạ. Xính vào lấy đi, xính vào. Lấy đi. Bát sứ thì liệu có đi đường kia có vỡ không? Đi liệu có được không? Đi lên kho tấu sóc như thế liệu có vỡ không? Thì lấy nhựa ấy. Anh nghĩ là đấy, lấy cái bát cái kiểu đấy đấy. Nhựa này ăn đảm bảo gì anh? Hợp vệ sinh không? Lấy tùy Xính. Nếu mà chở được mà không vỡ thì lấy hẳn bát sứ. Còn nếu mà sợ vỡ thì lấy bát nhựa. Lấy bao nhiêu cái? Cho em chụp cái đấy, lấy luôn bỏ đây đi. Lấy cả nhặt đũa nữa, Xính vào lấy đũa đi em. Không lấy cái đũa kia cơ, đũa này đũa ăn sẵn đi á. Ăn một lần đi á, ở đấy. Đúng rồi, đấy đũa đấy. Rồi lấy một chục đôi luôn. Xem mà loanh quanh xem còn thiếu gì nhặt tiếp. Vừa nãy đi thì thấy đắp mỗi cái vỏ chăn lạnh quá. Anh lấy cho em cái chăn lỉ, chăn lỉ thì bao nhiêu tiền cái anh nhỉ? Chăn lỉ tùy trong loại. Này thì 350, còn một loại này. Không, cái loại kia em thấy ấm hơn cơ, loại tại trong này này. Cái này thì 220 thôi. 220 à, nhưng nó ấm hơn đúng không? Ấm hơn đấy. Ừ, thế lấy cho em cái loại này đi. Có vỏ nó lột ra dễ rửa. À, có vỏ đúng không? À, rồi ok.
bởi vì nó có lõi bên trong là nó là bông, còn bên ngoài là lì thì có thể cái loại này là siêu nhẹ đúng không? Loại siêu nhẹ giặt. Cái này là lì và cái này là máy giặt được. Ui thì nhà này đâu máy giặt điện chả có. Thế lấy cho em cái kia đi. Xính đi đi học có chăn chưa? Ở trường có chăn chưa? Có rồi gì? Thế thì mua cái chăn này về cho bố nhá. Còn dồn cái chăn của bố sang chăn giường của em thì nó sẽ ấm luôn cả hai bố con. Ở trường thì có săn chăn rồi thì cũng không phải mua nữa. Cô Tấu đang làm đường điện này. Dạ. Cô Tấu đang làm đường điện. Đang khảo sát làm đường điện nhưng mà em không biết là hình như chưa thực hiện. À thế à? Em chờ vật liệu đấy. À thế là đang chuẩn bị làm vậy thế à? Vâng ok. Anh tính tiền giúp em với. Có cần ghi hóa đơn không? Không cần đâu ạ. Cứ cộng miệng là được. 50, 20, 70. 72, 229 tất cả ấy. 290.000 ạ. Dạ vâng. Anh lấy can em lấy cho. Đấy, lại về đây để gom xem nào chở có gì được. Bây giờ xính ạ, bây giờ muộn rồi thì bây giờ anh không lên được trên em nữa rồi. Sợ quay về lại không tối mất, mà đi đường đấy tối thì nó nguy hiểm lắm, mà chỉ sợ xe hỏng thôi. Thì sắp xếp đồ, nếu mà chở một chuyến không hết thì chở hai chuyến gửi ở đây. Anh nhờ anh gửi chị ở đây, xong nào mai đi học thì lúc nào chiều đi học về thì lại chở lốt chuyến nữa, thì đằng nào cũng tiện đi học ấy. Trên kho tấu cơ chị ạ. Mà nhiều đồ này thì đi đường sóc đấy, cái xe của mày thì chắc anh nghĩ là chỉ chở được ít thôi, chở gạo về trước. Thôi được rồi, để anh em mình tính kế xong là tính tiếp. Anh em mình thiết kế có khi là một chuyến là hết này. Được may quá, được xính nó mang theo cái tải này. Rồi chị ơi, cảm ơn nhá, em đi đây. Cái bình ắc quy nhà xính thì bây giờ yếu lắm rồi, không giữ chữ được lâu. Thì bây giờ vào cái quán cửa hàng điện nước này, xính đi vào đi. Đi vào đi, quán này thì có rồi, vừa mình hỏi là có bình ắc quy, cô ở bên kia đường cô chỉ cho. Vào trong. Chị lấy cho em một cái bình với. Bình chị bình để thắp sáng thôi chị ạ. Đây em rút cái hộp ấy đây. Xem một chút. Xính là biết dùng cái này rồi gì đấy, phải bộ to to này một tí. Đấy. Nhà mày có cái bộ mỏng dính như này thì sao dùng được. Cái này thì thắp sáng thoải mái rồi chị. Đúng rồi, thoải mái thắp sáng. Xính biết dùng rồi chứ. Ok. Cái này là bao nhiêu tiền đây chị nhỉ? Cái này lấy em 1.2 triệu. Có bớt được em tí không? Em đi làm thiện nguyện từ thiện đấy mà. Chị lấy em 1.2 triệu, chị bớt cho em. Yeah. Chị bán 1.3 triệu đấy. Ok, em đóng một thùng đi. Đấy, mua thêm cái bình ắc quy 1.2 triệu nữa. Đây, được bà chủ bán bình ắc quy tặng cho cái mũ. Kể câu chuyện gia đình thương quá, cho thêm cái mũ. Đang định đi mua, may quá. Cảm ơn chị chưa? Rồi. Cảm ơn chị đi em. Đi đâu nhớ đội mũ bảo hiểm không? Công an nó phạt rồi đấy. Đấy. Ôi, em cảm ơn chị nhiều nhá. Em đi đây. Đi cứ bình tĩnh thôi, đừng đi. Chắc là tí đến kia anh nhờ người ta gửi đấy thôi. Có cái quán tạp hóa ngay chân đồi đấy, gửi ở đấy. Gửi ở đấy cái tải kia, nó là cái đồ nấu ăn các thứ linh tinh thôi. Thì gửi đấy được. Vào đây mua cho A Xính cái dây sạc điện thoại. Điện thoại toàn hết pin, xong là sóng thì không có, ở trường mà cũng toàn hết pin không. Gọi mãi chả được. Ở trên bản thì không có sóng rồi, thì là khi nào mấy em đi học thì mua sạc các thứ vào để lắm lúc mình muốn liên lạc các thứ còn được. Cái đấy 120 chị? Bảo hành ấy chứ. Bảo hành thoải mái à? Không gãy là được đổi đúng không? Đấy. Cứ dùng nhá, đừng để gập gãy. À, có trục trặc gì thì đem đây chị đổi cho. A Xính. Mua đồ cho A Xính. Đấy anh em mình bây giờ đến đây rồi, đây là cái con đường đi lên trên bản nữa. Lên một đoạn kia là đường rất khó rồi. Đây là một chút cái thiết yếu phẩm sử dụng cá nhân trong gia đình này. Cá khô với cả miến, mì tôm, các thứ. Mì tôm để trong đấy gì à? Ừ. Còn đằng sau này là một cái bình ắc quy. Bình ắc quy này là 1.2 triệu. Anh nhìn công suất nó khá là lớn thì thao hồ thắp sáng rồi. Ở nhà có một bình nữa với cả hai bình, với cả bình này nữa là hai bình.
thì cứ thay luôn phiên nhau xuống đây sạc nhá. Dùng thắp sáng thì thoải mái rồi. Còn đây là một chiếc chăn ấm. Đi học thì không cần chăn thì mang cái chăn này về cho bố. Sạc điện thoại với cả gạo. Xính ơi, anh dặm một chút này. Bây giờ anh không thể di chuyển đến nhà em nữa. Đi xuống đây thì rất là muộn. Thì anh về đây thì nó tối ấy. Đi đường nguy hiểm lắm. Trước hôm trước anh đi hơi sầm sầm tối mà tí ngã cũng vực nguy hiểm lắm. Anh không lên trên đấy nữa. Giờ muộn quá rồi. Anh dặn này, cái dê, hạt đôi dê đấy anh mua ấy, thì đi chăn thả gì mà có cái dê đực ấy thì thả ra cho nó giao phối nhá, để có thể sinh sản được. Ừ, nhớ chăn nó nhá, đừng có bán nhá, đừng có mổ ăn thịt nhá. Em bảo này, mua về là để nuôi, nuôi sau này nó đẻ thì nuôi cái con nó lớn lên. Con nào đực ấy thì mình đem xuống chợ mình bán, lấy tiền về để mình sắm sửa đồ đạc gia đình, ăn uống, sắp phát triển kinh tế. Còn dê cái thì mình tiếp tục để lại để cho nó sinh sản, nó đẻ. Ok chưa? Đấy Sinh ạ, thì cái đồ đạc anh mua này thì cũng không có nhiều, thì những cái nào cần thiết nhất thì anh đã mua rồi. Thì không biết là bao giờ anh mới có thể lên Hà Giang để gặp lại gia đình nữa. Cũng rất là đợt này anh lên đây làm thiện nguyện thì có lẽ là cũng khá là lâu nữa anh mới có cơ hội để lên đây. Bởi vì anh không công tác trên này. Thì cố gắng nhá, nhớ lời anh. Nuôi dê các thứ để phát triển kinh tế. Xong là chịu khó học nhá. Được chưa? Còn đồ đạc này thì về đấy thì tự sắm sửa hai bố con. Đừng làm phụ lòng cô dì, chú bác, ông bà, nhà hảo tâm đấy. Người ta bỏ tiền ra gửi về đây để ủng hộ gia đình. Mua dê các thứ thì mình phải quý trọng và phát triển kinh tế cũng như học hành chăm ngoan đi chứ. Cố gắng giữ gìn, bây giờ mẹ bỏ đi như thế rồi. Thế Sinh nhá, bây giờ anh em cứ túc tắc em chở dần về nhá. Chở được cái đâu chở, không chở được cái gửi. Bây giờ thì anh phải di chuyển về cái phòng anh trọ. Xong là còn làm một số việc nữa thì xong là anh về Yên Bái nữa. Nhá, cố gắng nhá. Chào anh đi. Chào anh à, đi à. Có gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm không? Có. Cảm ơn như nào? Học lớp 7 rồi biết cảm ơn rồi đúng không? Và là cháu cảm ơn các ông bà, cô chú. Muốn nói lắm nhưng không nói được thành câu đúng không? Rồi ok, thế nhá. Vâng, vừa rồi thì Long đã kết thúc cái series đến báo tin vui cũng như là mua những cái vật nuôi và cái thiết yếu phẩm dành cho gia đình của em Xính. Và nghe cái thông tin mẹ bỏ đi và lấy chồng bên Trung Quốc, buồn quá các bạn ạ. Cuối cùng thì Long cũng đã di chuyển về đến cái nơi Long đang trọ, một cái homestay rất là đẹp. Người có thể nhìn thấy xung quanh không? Toàn cảnh vô cùng đẹp luôn. Rất là vui vì mình lại đi gần 300 cây số và lên đến tỉnh Hà Giang này lại để làm được một cái việc rất là nhiều ý nghĩa. Cầu mong sao cho cái hai chú dê của gia đình em Xính ngày càng lớn và sinh sản được nhiều bầy dê và nhân giống ra thật là nhiều, và kinh tế của gia đình ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các ông bà, cô dì, chú bác, các anh chị đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài đã gây quỹ thiện nguyện gửi tới kênh Về Miền Tây Bắc. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.